Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một nhà sư chọn hành động giết một người để cứu 5 người khác? Nghe thật kỳ lạ, nhưng đó lại chính là lựa chọn của các nhà sư ở miền Bắc Ấn Độ trong một thí nghiệm đạo đức có tên là Trolley Problem. Cần phải nói, Phật giáo là một tôn giáo đại diện cho sự hòa bình và hữu nghị, một tôn giáo đề cao đạo đức tuyệt đối thông qua con đường bát chánh đạo. Nói về sự từ bi, các nhà sư đều cho rằng chúng ta phải đặt tình yêu thương của mình ngang hàng cho tất cả muôn vật. Dù là người thân, kẻ thù, động vật, cỏ cây thì tất cả phải được đặt vào một vị trí ngang hàng về mặt tình cảm. Bởi thế, trong chánh nghiệp thuộc bát chánh đạo, Đức Phật đã đặt ra giới luật không sát sinh. Vậy thì phải lý giải cho kết quả lựa chọn của các nhà sư trên như thế nào? Cùng Spider Room tìm hiểu với bài viết Phật giáo và Trolley Problem, các nhà sư lụm một người để cứu 5 người của tác giả Công Quách trên Spider Room nhé. Một toa tàu điện đang lao tới 5 người bị trói trên đường ray thứ nhất. Bạn là người đang giữ một công tắc chuyển hướng đường tàu sang đường ray thứ hai, nhưng trên đường ray thứ hai lại có nạn nhân cũng bị trói ở trên đường ray đó. Vậy, bạn có nên gạt công tắc để giết một người và cứu 5 người kia hay không? Hay là bạn không gạt công tắc để 5 người kia phải chết? Đó là một thí nghiệm tâm lý đạo đức được tạo ra bởi nhà tâm lý học Philip Barfoot vào năm 1967 có tên là Trolley Problem. Một kịch bản khác của Trolley Problem lại có nội dung như sau. Bạn đang đứng trên cầu vượt đường ray cùng một anh béo. Trước mặt bạn là 5 người bị trói chặt vào đường ray. Còn sau lưng bạn là một toa tàu đang lao đến 5 nạn nhân. Trong tình huống đó, liệu bạn có đẩy anh béo xuống để chặn toa tàu hay không? Trolley Problem là một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức và nó khiến chúng ta cảm thấy sự bất lực trước sự lựa chọn của mình. Trong một báo cáo thí nghiệm của giáo sư Joshua Greene của Đại học Harvard, ông phát hiện ra rằng phần lớn mọi người chọn gạt cần để giết một cứu năm trong tình huống thứ nhất và đã chọn không để anh béo rơi xuống đường ray trong tình huống thứ hai. Nhưng đối với các nhà kinh tế học và người mắc bệnh thái nhân cách, tức là bị rối loạn tâm thần kinh khiến họ trở nên vô tâm, vô cảm, kiểm soát hành vi kém, thì cả hai đã lựa chọn việc bỏ một để lấy năm vì cho rằng đó là một lựa chọn hợp logic. Thế chuyện gì xảy ra nếu như người tham gia vào thí nghiệm Trolley Problem không còn là người trần mắt thịt mà là các nhà sư? Liệu lựa chọn của họ có hợp lý hơn về mặt đạo đức hay không? Ở miền Bắc của Ấn Độ, một học trò của Greene tên là Shin Chang đã đặt câu hỏi về kịch bản thứ hai cho các nhà sư Phật giáo. Kết quả là đa số các nhà sư đã lựa chọn để anh béo rơi xuống đường ray. Báo cáo thí nghiệm sau đấy cũng chỉ ra các nhà sư được xác định bị bệnh thái nhân cách về mặt lâm sàng. Tại sao các nhà sư lại chọn để anh béo? Trong khi các nhà sư Phật giáo nguyên thủy lựa chọn hành động đạo đức tuyệt đối là không sát sinh, thì các bậc cư sĩ là những người sống trong thế giới trần tục, một nơi không hoàn hảo cho đạo đức tuyệt đối tồn tại. Cuộc sống của các cư sĩ đầy rẫy những nguy cơ của chiến tranh, giết chóc, bạo lực. Nếu cư sĩ không tự vệ trong hoàn cảnh như vậy, thì gia đình và người thân của họ sẽ gặp tai nạn. Kết quả, cuộc sống trần tục của các cư sĩ cũng không khác gì so với thí nghiệm đạo đức của Trolley Problem. Từ ngàn năm trước, các nhà sư Đại Thừa đã đối mặt với một thách thức tương tự như Trolley Problem, được ghi lại trong bộ kinh như Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, Huệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền Kinh hay Thiện Phương Tiện Kinh. Những bộ kinh này đề cập đến câu chuyện kiếp trước Đức Phật đã giết một tướng cướp biển để cứu lấy 500 thuyền nhân vô tội. Tuy nội dung của câu chuyện giữa ba bộ kinh có phần khác nhau, nhưng tôi có thể tóm lược lại như sau. Kiếp trước Đức Phật là một vị Bồ Tát tên Đại Bi Tâm. Trong quá trình anh ta vượt biển với 500 người trên một thuyền buôn thì một tên tướng cướp đã xuất hiện. Lúc này, Đại Bi Tâm đã khuyên nhủ tên cướp, nhưng hắn vẫn quyết tâm ra tay hại người trên thuyền. Không một lựa chọn nào khác, Đại Bi Tâm đã giết chết tên cướp để cứu về 500 thuyền nhân. Về sau, Đại Bi Tâm đã đọa địa ngục trong thời gian ngắn và đã được tái sinh nhanh chóng. Để giải thích, một nhà sư thuộc phái Niêng Ma của Phật giáo Tây Tạng có nói rằng lúc tên cướp bắt đầu ra tay, Đại Bi Tâm nhận ra nếu để tên cướp giết chết 500 vị Bồ Tát trên thuyền, những người đã tích đức từ rất nhiều kiếp trước, thì hắn sẽ phải chịu đau khổ ở địa ngục vô số kiếp. Còn bản thân Đại Bi Tâm đã là một vị Bồ Tát rồi, nên Đại Bi Tâm có thể hy sinh công đức của mình để giết chết tướng cướp này nhằm cứu sống 500 vị Bồ Tát kia. Theo luật nhân quả, Đại Bi Tâm sẽ bị đọa địa ngục và vô cùng đau khổ, nhưng vì công đức tu tập trước đó quá lớn, anh đã trả hết nghiệp báo rồi tái sinh sang kiếp người một cách nhanh chóng. Như vậy, theo câu chuyện trong kinh thì các nhà sư sẽ có đủ lý do để việc đẩy anh béo xuống đường ray, nhưng vấn đề này chỉ dành cho những nhà sư đã tu thành Bồ Tát. Còn người thường như chúng ta sẽ không biết bản thân đã tu bao nhiêu kiếp để có thể đổi trả công đức sau khi giết người. Thậm chí, ngay khi tôi là một Phật tử,
tôi cũng không tin vào luật nhân quả và luân hồi được ghi chép trong kinh tạng. Kết quả là sự lựa chọn của các nhà sư về trolley problem vẫn làm tôi đắn đo. Vậy nên, tôi đã đi tới lời giải thích thứ hai về nghiệp sát sinh. Trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký có ghi rằng, bạn chỉ mắc nghiệp sát sinh khi bạn đạt đủ 3 nguyên tắc sau. Nhân sát, phiền não từ quá khứ xung động nội tâm làm khởi niệm ý đồ sát hại. Duyên sát, ý đồ sát hại được nuôi dưỡng liên tục trong nội tâm. Sát pháp, xúi dục người khác giết hoặc dùng phương pháp, hành vi, công cụ và vũ khí để giết. Theo 3 nguyên tắc như đã nói, tôi có thể đẩy anh béo xuống với tâm thế trong sáng như một đứa trẻ để cứu lấy 5 người còn lại. Vì theo nguyên tắc nhân sát và duyên sát thì nội tâm tôi đã không nuôi dưỡng sự thù ghét hay ý đồ giết người trong lúc đẩy anh ta xuống. Nhưng chỉ dựa vào lý luận như trên thì những nhà thực hành tôn giáo như những thiền sư sẽ không chấp nhận. Bởi vì Đức Phật đã nói rằng khi tu hành, các nhà sư không nên dựa vào lý luận mà nên thực hành tôn giáo để tìm ra chân lý. Thế thì Thiền Tông, một tôn giáo đề cao cư trần lạc đạo, tức giác ngộ ngay giữa cuộc đời, đã giải quyết trolley problem như thế nào? Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về trải nghiệm trực giác Satori của Thiền. Khi các nhà sư tu thiền đã đạt tới cảnh giới Satori, thì người này sẽ thấy tự ngã, cái tôi và vũ trụ là một. Mọi hành động của họ đều dựa trên trực giác và không có tư duy suy tính ở trong tâm. Khi đó, họ trở thành bậc toàn thiện. Theo lẽ ấy, nếu bạn đẩy anh béo xuống mà không khởi niệm gì trong tâm, thì hành động ấy có lẽ sẽ được các nhà sư đã giác ngộ chấp nhận. Như vậy, Thiền Tông cũng chấp nhận hành động của các nhà sư ở miền Bắc Ấn Độ trong thí nghiệm trolley problem kể trên. Báo The Atlantic đã phỏng vấn các nhà sư về thí nghiệm trolley problem và nhận được câu trả lời như sau. Tất nhiên, giết ai đó là một việc làm khủng khiếp. Nhưng nếu ý định của bạn là trong sáng và bạn thực sự làm việc đó vì lợi ích lớn hơn, không phải vì tư lợi cá nhân, thì điều đó có thể chính đáng. The Trolley Problem là một thí nghiệm đạo đức đẩy bạn vào tình thế bất lực trong sự lựa chọn. Dù có gạt cần hay không trong thí nghiệm 1, hoặc có đẩy anh béo xuống đường ray hay không ở thí nghiệm 2, thì bạn đều có sự lựa chọn của riêng mình. Kể cả việc có lựa chọn hành động hay không hành động thì theo nhà Phật, nghiệp vẫn được sinh ra khi bạn không làm gì. Cho nên, bạn vẫn đau khổ, cắn rứt lương tâm nếu thí nghiệm đó có thật ở thực tại. Cơ mà Phật giáo cho rằng trong thế giới trần tục này, vạn vật đều có hai mặt thiện ác của nó, cho nên Phật giáo sẽ không đánh giá đạo đức của bạn ở trong bất kỳ tình huống tiến lưỡng nan nào. Khi bạn đọc qua thí nghiệm này, bạn đừng quá bận tâm về sự lựa chọn nào có đạo đức hơn. Nếu nó có thật, bạn hãy đưa ra phương án hiệu quả nhất trước khi hành động, hoặc là hành động theo trực giác. Đối với các nhà sư ở miền Bắc Ấn Độ, trong thí nghiệm thứ hai, có thể người ra đề đã không cho phép các nhà sư đưa ra những lựa chọn ngoài lề. Nếu nó xuất hiện trong đời thật, có lẽ các sư sẽ đổi mạng mình cho 6 người kia. Còn bạn, bạn sẽ lụm ai trong cả hai kịch bản trên? Hay có khía cạnh nào về trolley problem và quan điểm Phật giáo về sát sinh mà bạn muốn thảo luận thêm cùng Spider Room hay không? Hãy chia sẻ cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại sau nha.